Xin chào các bạn đã quay trở lại Nhắn Review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm, những cái thiết bị dùng để điều khiển pin mặt trời, điều khiển sạc pin mặt trời. Đây là những cái bộ điều khiển sạc pin mặt trời. Ở đây mình có 3 bộ điều khiển. Đây là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 11,1V 3 sử dụng cho pin lithium. Đây là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 12,24V 10A. Đây là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 12V 12,24V 30A. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn tính năng, thông số và cách sử dụng của những cái bộ này. Thì các bạn biết là những cái bộ này sẽ sử dụng cho việc bảo vệ sạc pin mặt trời, bảo vệ cho pin mặt trời. Đây là bộ sạc và bộ pin của các bạn. Đầu tiên sẽ nói về bộ này. Đây là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 11,1V 3A sử dụng cho pin lithium. Đấy. Thì nó sử dụng vi xử lý và chip MCU cao cấp để kiểm soát thông minh và tối ưu hóa quá trình sạc cho pin. Đấy. Nó bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ lối ngược cực và quá tải nhiệt độ, bảo vệ pin mặt trời và pin lithium. Đấy. Thì điện áp của nó là 11,1V và dòng xả 3. Okay. Đây là tiêu như sơ đồ chân trên này, tương ứng với các cổng header ở dưới. Đấy, thì từ trái qua phải sẽ là nguồn dương của pin mặt trời đến nguồn âm, tiếp tục đến pin và tải. Đấy, ở đây ở trong này bộ này còn có một cái đây, nhờ tháo bỏ ra. Thì bộ này có một cái setup cài đặt cái thời gian sạc ở trong này. Các bạn chỉnh các cái các bạn gạt những cái phím này, nó sẽ được chỉnh cài đặt thời gian sạc. Đây. Thì đây mình sẽ nói kỹ hơn về cái này. Tiếp theo là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 12V 12,24V 10A. Nó cũng chức năng tương tự là tối ưu quá trình sạc, tối ưu hiệu suất pin mặt trời và bảo vệ ắc quy bằng việc điều xung PWM 4 trạng thái, tự động ngắt khi sạc đầy và bảo vệ pin mặt trời tránh khỏi ngược dòng từ ắc quy. Đấy. Bảo vệ quá dòng và chập mạch. Nó sử dụng cho ắc quy 12-24V. Đây. Quy 12-24V. Với dòng nó là 10A. Đấy. Và công suất max. Đây, công suất max là 130W với 12V và 260W với 24V. Thì con này nó có LED 7 thanh để hiển thị. Có các cái LED để báo trạng thái. Các cái đầu cổng kết nối tương tự. Tiếp theo là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 12,24V 30A. Thì bộ này nó có thêm một cái cổng USB 5V để các bạn có thể sạc các cái thiết bị điện, như kiểu sạc điện thoại, những cái gì cắm rắc USB này được. Đấy. Thì bộ này tính năng thì cũng tương tự
với cái bộ này. Đấy, các cái bảo vệ quá dòng các thứ thì bộ này cũng dùng cho ắc quy 12-24V nhưng dòng tối đa là 30A. Đấy, và với công suất tối đa 390W với 12V và 780W với 24V sạc rất là nhanh, nhanh hơn này rất nhiều. Đấy. Đây nó có phím setup đây, và phím setup vào màn hình LCD hiển thị báo các trạng thái. Ở đây thì mình sẽ tiến hành test qua. Thì trong phòng mình không có ánh sáng mặt trời nên là phòng kín, là mình sẽ sử dụng nguồn điện để thay. Nhưng mà theo khuyến cáo của nhà sử dụng là các bạn không nên sử dụng nguồn, không nên sử dụng một nguồn khác vào để sạc vào cổng pin mặt trời. Các bạn nên sử dụng chỉ pin mặt trời thôi. Ở đây mình test nhanh thôi nên sẽ không ảnh hưởng nhiều. Đấy, mình sẽ sử dụng một nguồn ngoài, mình có pin mặt trời nhưng mà không tiện đem ra ngoài để view. Đấy, mình sẽ test ở trong phòng thôi. Mình sẽ các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành test. Thì theo nói lúc đầu thì mình sẽ nói cái phím này. Đây là phím hạt bit để các bạn thay đổi cái giá trị hẹn giờ sạc trong bao lâu. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có 13 mức, 14 mức. Đấy, từ mức 0. Mức 0 là mức polar control, là ánh sáng thuần khiết hay tinh khiết gì đấy. Đấy. À, on mode là tức là phím về không là bật cái chế độ. Đấy. Còn là đặt bit đầu này là 1, là 1 giờ. Nếu bạn không biết bình thường như vậy, thế này là 3 giờ. Và như này là 2 giờ. Đấy, tùy các bạn cài đặt. Đấy. Thằng sạc pin. Đấy thì cái mạch này là sử dụng pin lithium. Thì ở đây mình không có sẵn lithium. Ở đây mình sẽ nếu các bạn kết nối thôi, mình sẽ không test ngay được. Đấy, thì các bạn kết nối như theo sơ đồ chân ở đây, pin mặt trời, pin lithium hoặc ắc quy, pin lithium tải. Đấy, thì quy trình kết nối thì các bạn sẽ kết nối pin trước, sau đó đến pin mặt trời và mới đến tải. Đấy. Tiếp theo là bộ điều khiển sạc pin mặt trời 12-24V 10A. Đây, kia sơ đồ chân đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ kết nối pin vào trước. Mình sử dụng có pin dipo 1.1V để thay thế cho ắc quy. Các bạn nhớ cắm đúng chiều nhé, đúng chiều âm và chiều dương, tránh cắm ngược. Đấy. Khi mình kết nối được pin thì các cái đèn báo là sẽ hiện lên. Đấy. Đây là led báo chế độ. Đấy, các bạn nhấn lên thì nó sẽ hiện, bên đây nó sẽ hiển thị lên. Đấy. Đây chúng ta đang có loát battery, đây dòng dài đang có, mình sẽ mình sẽ nói qua chế độ bên này. Tiếp theo mình sẽ kết nối với nguồn thay cho pin mặt trời. Đấy. Khi có nguồn thì anh sẽ chuyển màu vào đây, sân sẽ sáng và chấp nháy. Đây mình có thể đo dòng tải. Đây, dòng tải đang là 12V. Đấy. Ngang với dòng của pin hoặc ắc quy. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn các chế độ. Thì ở trong hộp sẽ có một tờ hướng dẫn cho các bạn. Đấy. Thì đây. Đây là màn hình LCD chữ C. Chữ C ở đây nghĩa là System Not Always Output, nghĩa là luôn có nguồn, luôn có nguồn đầu ra ở tải. Đấy. Đây. Các bạn muốn cài đặt các bạn sẽ nhấn giữ ở đây một lúc.
tầm 2-5 giây, 5 giây. Như là cái này tiếp nãy mình sẽ để tắt đi, giữ 5 giây. Đấy, các bạn nhấn tiếp được nữa sẽ cái chế độ khác. Đấy, đây là chế độ H, H là Open Load Menu, nghĩa là các bạn sẽ bật tải bằng cách thông thường, nghĩa là bật bằng tay. Đây, ở đây sẽ có phím tắt tải đây, bạn nhấn đây, nó sẽ tắt đầu ra của tải. Đấy, các bạn sẽ bật tắt bằng tay. Đấy, có đèn báo đây. Tiếp theo là chế độ không, không nghĩa là chỉ sạc và không có tải. Đấy, nó chỉ sạc thôi, sạc pin thôi. Các bạn bấm cái nào bấm không có đổ ra tải. Mình sẽ đo trực tiếp dòng ở đây. Đấy, không có luôn đấy. Đấy, thì đây là chế độ không. Tiếp theo đây là từ 1 đến 13. Đây như bạn thấy từ 1 đến 13. Đây là các cái chế độ hẹn giờ. Hẹn giờ tắt sau khi mà ánh sáng mặt trời, nghĩa là sau khi mà ánh sáng mặt trời tắt thì nó sẽ kích hoạt volume hoạt động. Nên là sẽ có đầu ra tải. Thế nên mình sẽ để là 2 giờ ở đây nhé. Thì khi mà nguồn xăng, nghĩa là khi không còn ánh sáng mặt trời, từ pin mặt trời vào, không còn dòng điện vào đây thì nó sẽ kích hoạt tải. Đây, bây giờ mình sẽ tháo nguồn pin mặt trời ra. Đấy, các bạn thấy tải đã hoạt động sau khi hoàn toàn mất nguồn từ pin mặt trời. Đấy, buổi tối nó sẽ tự động, nó sẽ delay mất khoảng tầm 10-15 giây. Để load loát. Đấy, cái này các bạn sẽ phải bấm bằng tay thủ công qua tất cả các cái giai đoạn chế độ tiếp. Đây, chữ L là chế độ đắc and down, nghĩa là từ ngày đêm. Và chữ D này cũng là đắc and down ngày đêm, thì với chữ ký hiệu là N thì nó sẽ là có delay. Và chữ D như này là không có delay. Đây, chữ D như này là không có delay. Đấy, thì nó chuyển từ ngày sang đêm, ngày từ đêm sang ngày, từ ngày sang đêm thì nó sẽ kích hoạt chế độ loát. Đây đang ở đêm thì nó sẽ tắt này, nó sẽ bật tải. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Đấy, là đấy, không delay, là mình có nguồn vào, có nguồn pin mặt trời vào thì nó sẽ tự động tắt tải. Mình bỏ nguồn mặt trời hay có tải. Đấy, nó sẽ tự động chuyển ngày và đêm. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ N, mình test cho các bạn. Đây là chế độ ngày đêm có delay. Đấy, thì khi mà setup xong thì nó sẽ tự động tắt một thời gian, một khoảng thời gian rất là ngắn, sau thì nó sẽ sáng, mình sẽ có delay. Đấy, đây thì đây là chế độ ngày đêm có delay. Bây giờ mình sẽ ngắt nguồn xăng. Đấy, nó sẽ delay một lúc và nó sẽ bật tải. Đấy, như bạn thấy đã bật tải. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.